Mới đây thì tin tức cho biết là người em trai ruột của bà cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, đó là hai vợ chồng của ông bà Craig and Kelly Robinson, đã vừa nộp đơn kiện một cái trường tư với cái lý do đó là cái trường học này đã kỳ thị hai đứa con trai của ông bà, là bởi vì hai ông bà đó liên tục chỉ trích và nói rằng trường có những cái vụ phân biệt chủng tộc nhưng mà không có được giải quyết thỏa đáng, thì sau đó trường này đã không cho hai con của ông bà ghi danh học nữa. Thì đó là cái đơn kiện của hai người này. Được biết là đơn kiện vừa mới nộp lên tòa án quận ở Milwaukee vào ngày hôm qua, và cái trường mà bị kiện đó là trường tên là University School of Milwaukee. Đây là trường tư nhưng mà dạy từ lớp kindergarten cho đến lớp 12 luôn, thưa quý vị, và học phí mỗi một năm là vào khoảng từ 50 cho đến 75 ngàn tùy theo cái lớp học. Thì được biết là hai con của ông bà Robinson đó là độ tuổi là 9 tuổi với 11 tuổi. Thì bây giờ theo cái đơn kiện này đó, hai vợ chồng này nói rằng kể từ lúc mà dịch nổ ra đó thì trường học cho các em học online ở nhà, thì từ lúc đó hai vợ chồng này mới phát hiện là có những cái bài tập ở về nhà và trong lớp đó có những cái vấn đề, chẳng hạn chắc mấy cái mà giảng dạy với lại các em làm bài đó, thì họ nói rằng nó xuất hiện những cái vấn đề liên quan đến chủng tộc và nó có thành kiến với người có chủng tộc, không riêng gì người gốc Phi Châu mà những người gốc da màu. Cho nên hai vợ chồng này đã liên tục, thứ nhất họ đầu tiên đó là họ đã nói chuyện với cô giáo của lớp hai con của họ, ý là họ không có thích những cái bài như vậy, yêu cầu cô giáo phải sửa đổi. Thì cô giáo này đó cổ mới bắt đầu có một cuộc họp với hai ông bà và đưa cái chuyện này lên trên người principal. Thì trường học họ nói rằng họ đưa ra một số những cái giải pháp nhưng mà hai ông bà này vẫn không có hài lòng. Thì cuối cùng bây giờ trường học đó thì họ nói rằng họ đưa ra các giải pháp nhưng mà hai người này không chịu, và cứ mỗi một ngày cứ liên tục email và gọi cho cô giáo và cứ nói là tại sao đưa những cái bài này khiến cho cô giáo không có dạy được hai đứa con của hai người này, trong khi phía nhà trường họ nói là đâu phải riêng gia đình này là gia đình gốc Phi Châu, còn có những gia đình khác nữa nhưng họ không hề có vấn đề, chỉ riêng hai người này thôi. Và bây giờ đó nhà trường nói là đỉnh điểm khiến cho họ không thể cho hai đứa nhỏ này học nữa là hai vợ chồng này yêu cầu là cái giáo trình của cái trường này đó phải đưa cho họ xem trước cái năm học để mà họ phê duyệt, bảo đảm là không có những cái bài học liên quan đến kỳ thị chủng tộc thì họ mới chịu. Thì phía gia đình, phía nhà trường nói rằng họ không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó, cho nên họ nói rằng họ không cho hai đứa nhỏ này ghi danh học nữa. Thì nhưng mà bây giờ hai cái vợ chồng này đó nói rằng hai đứa con của họ bị kỳ thị chỉ vì là con của người gốc Phi Châu mà thôi, và họ đòi yêu cầu đền bù cái tiền trong cái năm học mà hai đứa nhỏ này bị học ở nhà không được vào trường, thì không biết cái chuyện này sẽ giải quyết như thế nào.